xuống em ơi. Cả món này thì hôm nay chủ yếu là sẽ làm món nướng này. Ôi giời rất đặc ơi, biệt đấy. Món ăn này ngon không? Trần, thấy phê chưa? Bắt em này. Bắt mời anh em nhé. Đây mời anh em nhé. Thôi tình hình thế nhá. Không phải thử nhé nhỉ, anh em ở đây ăn được tất nha, đúng không? Tìm mẹ nhất chết làm con này nào. Nhất chết làm con này. Thử tận bốc ăn. Em bảo chấm em mọi người cái là đầu tiên phải được chấm nữa. Dùng tay ăn con này nhá. Thực chấm ra nó phải dùng tay, nó phải béo tay, mút mút tay nữa cơ. Đấy. Thử xem nào anh. Ăn bốc, ăn bốc. Ôi anh Vũ. Nói chung là ăn rất ăn kiểu đéo gì nhỉ, không ngậy đấy. Ơi, ngon đấy. Ghê không, ghê không? Ghê đấy, à ngon đấy. Từ bé mà ăn con này ngon đấy. Từ bé mới ăn được không? Lần trước ăn một lần ở mẫu A rồi, ăn ngon lắm. Ở trên mẫu A. Nhưng mà nó không làm ngon như này đâu. Ừ, nó không làm được ngon. Nó cũng ngon, lần trước rồi, ngon. Rồi rồi, đi anh em mình làm tí nhỉ. Vâng, mời cả nhà nhá. Cũng dã man à? Chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại bây giờ là 19 giờ các bạn, 7 giờ. Thấy là đây mấy anh em tôi đi đá bóng về. Xong nghĩ ra là có một đoạn cây móc mà lần trước tôi lấy ấy, nó còn một đoạn, còn nó còn bé. Nên hôm nay mấy anh em bảo lâu lắm mà không ăn. Mà lần trước tôi có làm phim về cây móc đấy các bác. Đấy con đuông đấy, con đuông móc ấy. Thì hôm nay anh em tôi đi lấy nhưng mà không phải ở đoạn đấy các bạn. Đoạn này nó gần nhà tôi thôi. Cách nhà tôi tầm 2 cây thôi. Đấy thì ba anh em đi đá bóng về xong là bắt đầu đi lấy con đuông, rủ nhau lấy, tại vì cũng lâu lắm mà không được ăn nên quyết định 7 giờ tối rồi các bác nha, chứ không phải là sớm nữa, nên là thôi 7 giờ cũng đi nhỉ em. Đây nó ăn ở trong cái đoạn cái móc này các bạn. Đấy. Giờ là mấy anh em ra. Em chắc cần cái lẹ, vẫn phải cần lẹ. Không thằng nào cầm cái đồ gì, cầm mỗi quần dao với cái đèn. Không thèm. Thì cứ vậy là đi. Em sốt mấy hôm nay rồi. Nói thiếu chất lượng. À, hôm qua em ăn sống rồi. Ăn sống á? Em ăn được 5 con. Con này còn đuôi con à? À. Cầm dao. Em ăn khổ. Nát nhiều lắm. Nhiều, bây giờ còn nó còn chỗ nào nó chưa ra đây. Đâu. Cụ nó nát thế, nát nhiều con thế này. Ui nhiều quá, tao đứng đứng cho nó rơi. Ui bác còn nhiều lắm này. Đấy, từ từ không? Lấy đúng không? Lấy vai đừng để cho nó chạy nhá. Để đấy, bắt hết cả đấy, con nào anh lấy thì bắt hết. Đấy, đấy, đấy. Nắng, gọi cho anh xem. Đấy, đúng cắn. Đấy, bác kiểu mặt luôn như thế. Đừng nhìn để ý nó sơ sơ hết. Bắt một tí rồi. Ui, bên này nó ăn vào đấy chứ. Bên này đang ăn vào. Từ từ. Khoai nó sẽ như con dao em bước để đây đâu nhỉ. Mày để cho chân nè. Để nó sẽ vào trong. Nó sẽ vào trong. Với trong này. Lỗ to phết này. Con nó này đang đùn đùn này. Đây này. Đấy. Con này nó lại bị đóng dính này. Đóng cái bập dính, bạc bập dính. Lại dính con rồi. Đâu, không đâu. Thôi để đấy anh ra thôi.
Không phải, con đấy lâu. Cuối cùng về nhà rồi các bác nhá. Đây, anh em nó đổ đây rồi. Chính xác là cái sản phẩm hôm nãy mấy anh em bắt đây. Đấy. Đây, nhiều không các bác? Đấy, con này cơ mà. Thấy không? Ngon không? Nhìn nó thấy ngon rồi. Thế các bác, cái giống này em không bao nhiêu cho đủ thật. Hôm nay chắc được tầm chỗ này, được 7-8 lạng rồi các bác. À nhưng mà không biết là các bác nào có thắc mắc là trong video này cái giọng của em lại như thế nhỉ? Tại vì là hôm qua em bị viêm họng các bác ạ. Nên giọng nó có chút thay đổi đấy, có gì các bác thông cảm nhé. Vâng, về lô cao chị ạ. Vâng, bây giờ là đến phần chế biến các bác nhá. Bọn em về đến nhà rồi. Bây giờ chế biến là hôm nay sẽ thử nướng kiểu này. Và sẽ lấy cái kẹp này các bác này. Kẹp đầu nó vào, xong bắt đầu nướng. Xong chảy hết mỡ ra kiểu chị Cương kìa. Cho nó chết hết anh ạ. Cho nó chết đi ra. Cho nó chết còn đỡ bị chảy mỡ hơn là làm cái kiểu kẹp sống như thế. Đây kẹp này làm sao nó chảy được. Tí nó lên giờ mày cứ chú cứ thử xem. Băng này đủ chưa? Thế thôi. Mình cho băng này nhá. Rồi ok. Mấy con đấy. Còn băng này, băng này em sẽ đi nấu canh măng chua nha các bác nhá. Đấy, phải cho nó chết như thế này này. Đấy. Cho nó chết này. Xong bắt đầu mình mới kẹp. Đây, còn bằng này em đi mang đi nấu con chua, cái nấu con chua chắc ổn đó nhỉ? Nồi con chua của em đây. Hôm nay có cả thịt vịt đấy các bạn, ngon thế. Em mới đi rừng về, không biết là nhà có gì. Cái con đuông này sẽ nấu con chua nha các bác nhá. Tí nữa em sẽ đổ vào. À quên, hôm nay em sẽ giới thiệu luôn là cái món nước chấm của con đuông này nó như thế nào nha các bác nhá. Em sẽ làm từ đầu đến đuôi. Thì các bác nào có các bác nào là ui quên chai rượu sao ấy. Còn các bác nào là đam mê, không phải đam mê mà ăn được con này ấy, thì các bác cứ làm thử theo em nhá. Cái làm cái kiểu món nước chấm của em ấy thì các bác cứ thử xem có ăn được không. Nhưng mà đối với em thì em thấy ngon đấy các bác ạ. Em thấy cái món nước chấm này, khu của em là bây giờ gần như là sẽ chấm kiểu này là sẽ ngon. Bây giờ em sẽ chuẩn bị làm món nước chấm nha các bác nhá. Thì nguyên liệu đầu tiên thì hai quả súp này, hai súp mì tôm đấy các bạn, một củ hành, hai quả quất. Nhưng mà ớt này bốn quả chắc hơi nhiều nhỉ, mấy lá chanh. Đấy các bác nhá. Nó chỉ đơn giản đấy thôi. Cái măng chua nó
Rồi, ok, đã xong rồi bác nha. Nói chung là mọi thứ đều phải xác nhỏ. Lá chanh này, hành này, ớt này, thì tất cả đều xác nhỏ ra. Cần hai quả quất, nãy em cho quất chanh được một quả chanh, ít nước mắm, này, ít mì chính. Đấy, các bác. Rồi, đến giờ ăn cơm tối rồi các bác nha. Không phải là cơm tối mà cơm đêm rồi các bạn. Tại vì là mấy anh em đi bắt con này về hơi muộn. Thì bây giờ mới được ăn cơm, mấy anh em mới được ngồi. Nướng à? Thái ơi, có ăn không? Nướng à? Ờ, số em đây. Cả món này. Thì hôm nay chủ yếu là sẽ làm món nướng này. Ôi giời rất đặc ơi, biệt. Đấy. Các bạn thấy ngon không? Thấy phê chưa? Và ngon nhất vẫn là phải có nước chấm nha các bác nha. Đấy thì đây, cái món này là nấu măng chua. Thì bây giờ anh em mới bắt đầu là ngồi rượu này. Vẫn có rượu nha các bác nha. Mời cả nhá, mời cả channel của mình nhá. Chào em ơi. Mời em nhá. Đây, mời anh em nhá. Thôi tình hình thế nha. Không phải thử nhé nhỉ, anh em ở đây ăn được tất nha, đúng không? Tìm mẹ nhất chết làm con này nào. Nhất chết làm con này. Thử tận bốc ăn. Em bốc chấm hết mọi người cái là đầu tiên phải nước chấm nữa. Dùng tay ăn con này nhá. Thực ra nó phải dùng tay, nó phải béo tay, mút mút tay nữa cơ. Đấy. Thử xem là anh ăn bốc, ăn bốc. Ôi anh Vũ. Nói chung là ăn rất ăn kiểu đéo gì nhỉ, không ngậy đấy. Ơi, ngon đấy. Ghê không? Ghê không? Ghê đấy, à ngon đấy. Từ bé mà ăn con này ngon đấy. Từ bé mới ăn được không? Lần trước ăn một lần ở mẫu A rồi, ăn ngon lắm. Ở trên mẫu A. Nhưng mà nó không làm ngon như này đâu. Ừ, nó không làm được ngon. Nó ngon lần trước. Rồi rồi. Đi anh em mình làm tí nhỉ. Vâng, mời cả nhà nhá. Cũng dã man à? Anh Hải. Thế nào? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Anh lại tưởng chú mà không ăn được thì anh thấy may rồi đấy. Đến lượt chú Khoa, thử xem. Quá thử cái em ơi. Bắt như nào anh nhỉ? Con này. Thực ra là cứ bắt đơn giản lắm. Đơn giản thì nó. Con này nó ở đâu ra anh nhỉ? Đến cái em mùa. Em ăn được ăn hai lần rồi, một lần ăn được ăn ở trên mẫu A một lần rồi. Em nhìn thấy cái móc bao giờ chưa? Ờ, cây đấy thì đơn giản. Cái đấy biết rồi. Nhìn cái kiểu của cây dừa đúng không anh? Chuẩn luôn, nó chính xác như cây dừa ấy. Mày sao đấy? Hả? Mà một lần về khổ. Thế là mày bỏ nước chấm ra làm sao? Để chấm thế này. Ui giời. Khoa thế nào cảm nhận, trình bày cảm nhận em ơi. Con được à? Khoa thì các bạn nhìn riêng con một. Này ăn thôi rồi luôn. Béo gì? Không nói điêu không là phép nhưng mà béo. Cái móc mà. Tại sao nó lại ngon thế này? Ui, em ăn con hai anh vẫn chưa được ăn đấy. Ngon không? Tí nữa là hết đĩa thôi, nói chung là thưởng thức một tí tiện nữa là hết đĩa luôn. Đây thì... thật sự nói. Thế nó không nói phép đâu các bạn ạ, cứ thử đi. Thử một tí nữa là kiểu gì hết cả đĩa luôn. Đây, Hải thử con đi, ăn thử con mới chết tí mẹ. Hải mấy con này em ơi? Em mới một con thôi. Một con này. Tí chết cái thử cả máy luôn. Ui giời. Ôi, top á. Ngon á. Thế nó ngon lắm. Rồi, xin lỗi các bác nhá. Em phải đi ăn rồi chứ còn cứ ngồi quay này tí khả năng là em không còn con nào để em ăn nữa đâu. Sao ngọt thế nhỉ? Đây, đầu tiên nhá, phải em ấy, để thử con nào. Những cái con như này này. Thực ra nó top rồi, nó thơm thật đấy, nhưng mà nó chảy hết cái mỡ ở trong rồi các bạn. Em sẽ phải thử con hơi hồng hồng này rồi. Đây, nó chấm, phải chấm ngập xuống nhá. Ăn một con bằng người ta ăn 3-4 con nó chuyện đéo gì. Không hiểu không? Không nói phát đâu các bạn. Nhưng mà các bác cứ thử đi, thử một lần các bác sẽ biết nó ngon đến mức độ nào. Đuông nướng. Nhưng mà cũng phải tùy tùy thuộc các bác nhá. Có người ăn được, có người không ăn được đấy. Cái giống này chứ không phải là ai ăn được, có người ăn vào dị ứng. Nhưng mà đối với em ấy
thì khả năng phải ăn một yến một lần thì khả năng em sẽ bị dị ứng đấy. Đây, à, anh em làm tí nữa nhỉ? Ngon nè. Tình hình anh em nhất chết làm chén, nói chung là cái món ngon như này thật. Trong đời em lần này được ăn lần thứ hai này em quá em sướng đời lắm rồi. Thôi trước hết là cảm ơn ban đại diện channel của đấy, đúng rồi. Con đồ rừng thì chuyên về đồ rừng em ạ. Nhưng mà ngon. Rất ngon đấy. Nói chung là cảm nhận là anh em ai ăn cũng thấy ngon các bạn. Em muốn thấy ngon chứ không phải. Hôm qua thử thách ăn đuông sống rồi. Ngon không? Nói chung nó cũng bùi như kiểu nướng này. Chim lần thử thôi mà anh em cứ đi bắt để tình hình em thử bạn nhá. Cứ thấy gì ngon ngon lạ lạ là bảo em thử đúng không? Anh ăn được, anh ăn được mà chắc phải ăn được. Chắc cái gì động đậy trên đời này là anh ăn được. Động đậy. Nhưng mà tùy từng thứ thôi các bác nha, nói thế thôi. Chứ không phải là cái gì cả. Anh không ăn à anh? Anh gái. Ngon này. Không ngấy đâu. Một thôi. Không được cồm đấy, đừng có gắp hai con một miếng. Con một đừng có đừng đừng đừng. Mày một con một thôi. Nói chung các bạn cái loại này ăn một con không vừa không bỏ miếng. Ôi thích nhỉ, đùa nhìn ngậy ghét này ngậy. Ba đâu bà công nhận ngậy nhỉ. Cái là cái giống này thơm này. Món này là đậm này, nhưng mà cái ông chính hương nói bảo là ông kẹp vị ơ. Ờ kẹp nhưng chính xác là vị, lần sau bọn em sẽ lần sau ấy, còn một kiểu nướng nữa các bác ạ. Đã nói đồ nướng thì chắc chắn là cái gì lá món chanh, này là thơm, đầu tiên nó thơm này, ngon này, ngọt này. Ngậy. Đấy là về để em diễn tả về con đuông này nhá. Ngon này, ngọt này, ngậy, béo và thơm. Đấy là nướng. Lần sau em sẽ nướng cho bác thưởng thức cùng em là cái món nam. Em sẽ nướng vị, em sẽ kẹp lá chanh nữa các bạn. Lúc đấy mới thơm. Đấy là một cái lá chanh nó cháy, nó vàng ươm mà mùi nó mới kẹp vào. Nhưng mà lá chanh bao giờ nó cháy, lá chanh nó không bị mất nước của con đuông. Đúng rồi, con đuông này nó không bị mất nước. Nên là nó cực ngon luôn, nó béo lắm, ngậy lắm. Nghe, mình nhìn đấy mình làm, cảm thấy ngon nhưng mà... Đây, cái món măng chua đây, Khoa thưởng thức thử xem nào. Món này nó không động được. Đấy, truyền thống vẫn là nấu măng chua từ trước giờ. Nhưng mà anh em mình bây giờ suy nghĩ ra để xem chế biến kiểu gì nó ngon hơn đấy. Bản chất con đuông nó đã ngon rồi. Hôm nay thì em bị đau họng các bác. Không biết là cái giọng của em này chắc các bác ăn cái này không nhận nhanh ra được. Các bác còn nghĩ là không phải giọng em nữa. Nhưng mà em bị viêm họng chắc mỗi hôm nay thôi, mai là bình thường. Anh hơi ốm tí. Ăn những con này nè, nó đỡ rồi đấy. Đấy, đi đạm đỡ ngậy nha. Đấy, đi đạm. Những con top như anh ăn làm gì? Đấy anh chỉ cho em như thế rồi biết con như này nhìn con sống nguyên này, nhìn này, ăn ăn gì con đấy nhỉ? Đúng rồi. Thích nhỉ? Đây những thành viên này. Nói chung là tham gia. Đầu tiên anh bảo trắng là anh Khoa. Thưởng thức cái này à. Anh Vũ mệt rượu lắm. Đây là anh Cương. Ngày mai à, chắc chắn không thể thiếu nữa là tôi. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi trước máy quay này thì thôi đi, thôi. Thôi nhỉ, tầm mặt tôi thì các bác nhăn lắm rồi. Nên là bây giờ các bác cứ thưởng thức món này của em. Ôi, hết anh đây. Quay mày ra đây. Vâng. Anh chơi rót à? Thôi, cứ uống đi nhỉ. Viêm họng các bác. Nhưng mà người già cứ bảo là em uống rượu này cho nó khử trùng cái họng cho nó nhanh khỏi. Thì em không biết là có phải thế không. Nên cứ thử xem. Rồi mà các bác nhá, nếu mà mai thấy giọng em bình thường là em khỏi rồi. Ngon nè. Thích. Tắt mùi. Thầy ạ. À, nghe nói bảo trên kia còn không nhỉ? Trên nào? Thầy em cái mắc à? Hết rồi. Không đi. Nó là cây này đấy. Nhưng mà hôm qua kiểu bọn nó xào cái măng ngâm muối không ngon một tẹo nào. Đừng làm đấy, anh thề luôn. Tìm đúng măng chua. Măng chua. Phải là măng chua chứ không phải măng là măng chua muối. Thì ngon. Măng muối nó chỉ chua cái măng thôi, cái nước của nó trong veo đúng không? Đúng không? Không ngon đâu, anh thề. Đây, cái này mới là măng chua.
này. Măng này măng từ năm ngoái, thề luôn. Măng đấy người ta đang ướp muối, ướp muối nó để nó bảo quản thôi. Anh ăn hai lần rồi, không nọ nhà lưu chả măng ướp muối là ngon. Chua lên mới là ngon. Đấy cái măng chua này này như anh em mình. Chua nó vàng như này, mày nhìn măng nó vàng này đúng không? Thì mình cũng làm một con tối về đi cho nó sướng. Nhìn cái bác này vàng không? Thơm ngon không? Nhiều ớt vào. Không ăn được đúng không? Cố. Cố là sao đi bắt mình. Trong nhóm của em có một thành viên không ăn được các bác nhá. Chính là anh Cương ấy, cái anh Cương mà anh cáu béo nhất nhóm ấy. Thật nhìn thế thôi nhưng mà ăn con này vào là bị dị ứng ngay. Nên là rất béo nhá. Anh. Bọn em anh. Đi như này hay dùng nó đi nhưng mà cuối cùng là nó không ăn nên là rất là may mắn. Em biết ăn. Phát cái mà từ nãy ở dưới kia nhúc một đĩa cơm hàng xiên rồi bây giờ em biết không ăn không? Em không biết ăn. mỗi lần anh thấy mày ăn cân một rồi. Thật là lâu lắm. Trần tan cuộc rồi các bạn. Đây. Đây là cái món luôn canh măng chua này và cái món nướng này chả thấy con nào nữa luôn. Tại còn thừa anh thừa đúng hai cái bát là thịt gì nhỉ, thịt vịt đấy. Còn hai cái anh ở lên giường đúng không ạ? Ba anh em thôi. Đấy. Tại anh đấy, anh Cương, tôi nữa và anh Khoa, chú Khoa đây còn ngồi mâm. Và anh em tôi là quên giới thiệu luôn, anh trai kia cũng hết rồi. Anh trai hết ba nhà mình trụ đến cuối cùng rồi đúng không nhỉ? Nói chung là nó hết con đuông thôi chứ còn nếu mà còn nữa thì ngon. Thì bây giờ anh em tôi chuẩn bị vào ăn cơm nha các bác nhá. Thì cũng xin kết thúc video ở đây. Thì tất cả mọi người cố gắng ủng hộ channel của mình nhá, đăng ký kênh và xem nhớ xem like hộ mình với nhá. Cảm ơn các bác nhé.